Tử vi tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 của Tử Tý. May mắn ngoài mong đợi bất chấp tháng cô hồn. Xem tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của những chú chuột chỉ ra rằng với thái độ tốt cùng với sự nhanh nhạy trong việc nắm bắt cơ hội nên người Tử Tý có nhiều lợi thế hơn tất cả mọi người. Nhìn chung, vận trình của những chú chuột có nhiều điểm sáng trong tháng 7 âm lịch này, từ trong công việc cho tới tiền bạc và mặt tình cảm. Khi bạn hiểu rõ vai trò của mình trong từng việc, có góc nhìn lạc quan thì mọi thứ sẽ thuận lợi hơn. Điều đáng mừng nhất đó là tháng này mọi sự công sức của bạn đã được ghi nhận, nhờ thế mà cuộc sống an vui, rực rỡ. Không những thế, người Tuổi Tý cũng có nhiều thời gian, năng lực đi giúp đỡ những người xung quanh mình. Tử vi tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần của người Tuổi Tý, nguyệt lệnh làm thai mang lại khả năng học hỏi không ngừng cho con giáp này. Nhờ thế mà bạn sẵn sàng mở lòng với những người xung quanh, luôn biết lắng nghe, chịu khó thu lượm kiến thức, học thêm từ những người đi trước. Khi cái tôi được hạ bớt cũng là lúc các mối quan hệ được trở nên tốt đẹp hơn. Lúc này, người Tuổi Tý được nhiều người yêu mến vì sự hài hước và dễ gần của mình. Chính tài ghé thăm cho thấy tình hình tài chính đã ổn định, đang ngày càng tốt đẹp lên, bản mệnh có cuộc sống khấm khá hơn. Tuy nhiên, có thể vì làm lụng quá nhiều, sức khỏe trong thời gian này giảm sút đáng kể. Một, luận về phương diện sự nghiệp của Tuổi Tý trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Bước sang tháng mới, người Tuổi Tý dù chưa có kế hoạch nào đột phá hoặc thực hiện những việc lớn lao, nhưng may mắn là mọi thứ đã đi vào khuôn khổ. Nhìn chung, những lo lắng trước đây của bản mệnh đã được giải tỏa. Tháng này có thai nhập mệnh giúp cho tinh thần của người Tuổi Tý trở nên phấn chấn hơn bao giờ hết. Với thành quả nho nhỏ đang có, bạn bắt đầu mơ mộng hơn về những điều gì đó lớn lao hơn trong tương lai. Đừng ngần ngại mà không dám mơ ước. Cho dù ai đó cho rằng bạn không thực tế thì cũng đừng quá quan tâm. Hãy kiên định thực hiện đam mê của mình rồi kết quả sẽ là câu trả lời xác đáng nhất. Với những gì bạn học hỏi được, hãy thử thách và thực hiện vào cuộc sống. Nếu có sai sót thì cũng đừng ngần ngại nhé. Giữ vững niềm tin rằng trăm hay không bằng tay quen. Cứ thử đi và thử lại và làm nhiều lần, bạn sẽ trở thành thuần phục lúc nào không hay. 2. Luận về phương diện tài lộc. Bát bạch nhập cung, chính tay. Cơ hội kiếm tiền xuất hiện trước mắt, liệu bạn có thể nắm bắt và khiến cho tiền đổ về túi của bạn hay không? Hãy mạnh dạn và liều lĩnh hơn một chút. Tháng mới hứa hẹn còn giáp người Tuổi Tý có tài lộc dồi dào mà chính bạn cũng không thể ngờ tới. Vì đây là tháng cô hồn nên bạn không quá kỳ vọng. Thế nhưng khi chính tài ghé thăm mang đến tin vui về tiền bạc thì hãy sẵn lòng đón nhận nhé. Tử vi tháng 7 âm lịch này, người Tuổi Tý lúc này có thể có của ăn của để, có số tiền tiết kiệm được sau thời gian dài không dám chi tiêu đó là thật sự thành quả đáng mừng. Có thể bạn bắt đầu nghĩ tới việc mua sắm chi tiêu hoặc mua ngay món đồ xa xỉ mà mình thích để thỏa mãn hay bù đắp cho những thiếu thốn trước đây. Thế nhưng nên nhớ rằng đó là cái bẫy tài chính rất nguy hiểm. Nên nhờ rằng dù kiếm được nhiều nhưng cũng đừng vội vàng thay đổi cách sống của mình. Nếu có thể hãy theo đuổi lối sống tối giản một cách thông minh, vì đó là cách bạn vừa đảm bảo được cuộc sống vật chất lẫn tinh thần nhưng sẽ không bao giờ hoang phí số tiền mà bạn làm ra. 3. Luận về phương diện tình cảm. Tam hợp nâng đỡ giúp vượng nhân duyên, những cặp vợ chồng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ hơn khi tình hình tài chính được đảm bảo. Người độc thân rất vui với những cuộc hẹn hò với người khác giới, hứa hẹn bạn sẽ tìm được một nửa ưng ý trong thời gian này đây.
Tháng 7 âm lịch này giúp cho những chú chuột trở nên mơ mộng và có thần thiếu thực tế hơn trước đây rất nhiều. Nuôi dưỡng sự kỳ vọng không có gì là sai, nhưng đừng vì thế mà chạnh lòng khi so sánh cuộc sống của mình với người khác. Hãy biết hạnh phúc và hài lòng với những gì mình đang có bạn nhé. Người chồng, vợ thấu hiểu yêu thương, bạn đã bớt đi tâm so sánh một nửa của mình với người khác. Tiền bạc không còn là thước đo như trước đây, người tuổi Tý nhận ra được rằng khi họ quan tâm tới bạn từng chi tiết nhỏ để chăm sóc cho bạn, đó mới thật sự là điều đáng quý. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tử vi tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần, ảnh hưởng không nhỏ của Bạch Hổ hung tinh mang điềm báo không tốt, bất lợi cho sức khỏe của người tuổi Tý. Nếu ai đang có bệnh thì nên tìm cách chữa trị kịp thời, đừng vì ngại hay sợ mất tiền mà không tuân thủ theo phác đồ điều trị. Bản mệnh trở nên vì tham công tiếc việc mà làm việc quá sức, bạn sẽ nhận ra rằng cố gắng kiếm thêm một chút tiền nhưng lại hoàn toàn không xứng đáng để đánh đổi sức khỏe của mình. Đây là thời điểm lý tưởng để cân bằng lại cuộc sống khi mà các dự án của bạn đã ổn định hơn. Hãy chăm sóc sức khỏe của bạn đúng lúc, đừng quá phụ thuộc vào thuốc thang sẽ ảnh hưởng về lâu về dài. Cảm năng vượng vận cho từng tuổi Tý trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần. 1. Tuổi Mậu Tý mệnh hỏa, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức khổ quyết. Nhiều người kỳ vọng khiến bạn cảm thấy áp lực. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Hợi, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu đen. 2. Tuổi Canh Tý mệnh thổ, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết. Có người cho bạn lời khuyên vô giá, đi theo bạn suốt cuộc đời. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Thân, màu sắc may mắn, màu trắng, màu nâu. 3. Tuổi Nhâm Tý mệnh mộc, nam sao Vân Hở, nữ sao La Hầu, khẩu quyết. Bạn ghi điểm vì sự hiền lành, dễ mến. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Hợi, màu sắc may mắn, màu tím, màu đen. 4. Tuổi Giáp Tý mệnh kim, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết. Cố gắng tránh xa những mối quan hệ độc hại. Quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Sửu, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ. 5. Tuổi Bính Tý mệnh thủy, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết, trở nên bao đồng. Cần phải nghĩ tới những phương diện khác của cuộc sống. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Tý, màu sắc may mắn, màu xanh, màu hồng. Tử vi tháng 7 năm 2022 âm lịch của tuổi Sửu. Nài lừng ra làm tuy vất vả nhưng niềm vui đông đầy. Xem tử vi tháng 7 năm Nhâm Dần 2022 của người tuổi Sửu chỉ ra rằng bản mệnh tìm được niềm vui trong từng công việc mình làm nên khó khăn, căng thẳng cũng vì thế mà giảm bớt đi ít nhiều. Tử vi tháng 7 âm lịch. Cùng với sự chăm chỉ, cần mẫn của những chú trâu được phát huy tối đa khi bạn có động lực và niềm tin vào những gì bản thân đang theo đuổi. Trong khi người khác lo sợ đây là tháng cô hồn, không nên làm gì thì cũng lại có cơ hội cho bạn để nhé. Thời điểm tuyệt vời cho những ai đang ấp ủ những dự án mới thì nay đã có thể bắt tay vào hành động. Cứ giữ vững tinh thần bắt đầu bằng những bước đi nhỏ nhưng chắc chắn, theo thời gian thì hứa hẹn bạn sẽ có kết quả xứng đáng với nỗ lực của mình đã bỏ ra. Đặc biệt, người tuổi Sửu là ngoan cường, chịu được khó khăn, vất vả nên dù mệt mỏi, căng thẳng nhưng bạn vẫn lạc quan, vui vẻ. Quan trọng là con giáp này có tầm nhìn xa trông rộng để biết nỗ lực ở hiện tại là cần thiết cho tương lai. Tháng này bạn có thể thể hiện được khả năng giao tiếp, thuyết phục, nhờ thế mà có được những hợp đồng quan trọng. Hoặc trong các cuộc thương lượng, người tuổi Sửu có được lợi thế hơn đối phương.
Ngũ hành tương sinh là dấu hiệu tốt để cải thiện các mối quan hệ xung quanh mình. Lúc này mâu thuẫn với các thành viên trong nhà cũng được giải tỏa, rút ngắn khoảng cách trong tương tác. 1. Luận về phương diện sự nghiệp của tuổi Sửu trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Bước sang tháng 7 âm lịch, điều mà người tuổi Sửu để lại ấn tượng với mọi người đó là sự tử tế của mình. Nhờ thế mà làm việc, công việc nào người tuổi Sửu cũng được thuận lợi hơn, nhất là những ai đang làm chủ doanh nghiệp sẽ gặt hái được không ít thành công. Những chú trâu đang khởi nghiệp sẽ khá vất vả trong khoảng thời gian này, nhưng bù lại bạn có nhiều niềm vui, có những trải nghiệm mới mà bạn chưa từng nghĩ tới. Với những ai đang làm việc nơi công sở, tháng này căng thẳng hơn vì có những hạng mục cần phải hoàn thành trong thời gian ngắn. Lúc này, bản mệnh cần phải chia nhỏ những nhiệm vụ của mình ra và tập trung xử lý một cách hiệu quả. Người tuổi Sửu chỉ chăm chỉ làm ăn, không quá nghĩ ngợi lung tung nên chẳng mấy khi nghi ngờ ai cả. Tuy nhiên có những kẻ đang lợi dụng sự thật thà của bạn đấy, cho nên lúc này bạn cũng nên tỉnh táo hơn nhé. Nhất là khi kiếp tài xuất hiện trong tháng 7 âm lịch thì bạn phải hết sức thận trọng, không được nhẹ dạ cả tin với những người sao xì sao sao đối với bạn, với những thông tin không đáng tin cậy và bạn cần phải đi xác minh. Bạn cũng được nhắc nhở giữ thái độ tỉnh táo, thực tế hơn khi đối diện với những thay đổi của môi trường sống. Nếu có những khó khăn thì cứ xin sự trợ giúp vì mọi người rất nhiệt tình, hãy cho người khác cơ hội để giúp đỡ bạn. 2. Luận về phương diện tài lộc. Tử vi các tinh mang tới không ít tài lộc cho người tuổi Sửu trong tháng 7 âm lịch này, nhất là những ai đang kinh doanh thì doanh thu tăng vượt trội trong khoảng thời gian ngắn khi bạn biết tập trung lợi thế của mình. Nhiều người tuổi này thực hiện được những quyết định liên quan tới tiền bạc rất táo bạo, thậm chí có người có tin vui liên quan đến bất động sản sau khi tích góp được tiền cộng thêm trong việc vay mượn một ít từ những người thân. Tuy nhiên, những ai đang nỗ lực mà chưa có kết quả như ý thì đừng vội buồn. Bạn không nên quá xem trọng yếu tố vật chất gây áp lực cho bản thân một cách thái quá. Bạn nên nhớ rằng vì hiếm khi có lộc từ trên trời rơi xuống nên bạn phải tự lực cánh sinh. Thế nên thành quả đến muộn cũng sẽ là chuyện dễ hiểu. Lúc này đòi hỏi bạn phải thật sự kiên nhẫn hơn nữa. Hiện tại bạn đang tận hưởng hành trình của mình. Đến đích có muộn một chút thì cũng đừng vì thế mà nản lòng. 3. Luận về phương diện tình cảm. Ngũ hành tương sinh tương trợ cho chuyện tình cảm đôi lứa, hứa hẹn bạn sẽ có được những nấc thang mới. Nhờ biết lắng nghe và cùng với sự đồng hành trong thời gian, nhờ thế mà bạn và nửa kia của mình có thể gia tăng sự kết nối, thấu hiểu nhau nhiều hơn bao giờ hết. Người đã có gia đình có thể có tin vui về chuyện con cái trong tháng này. Những ai đang độc thân cũng tìm được niềm vui cho mình. Bạn trở nên năng động, tràn đầy sức sống và không ngờ rằng mình đang vô hình thu hút nhiều người khác giới quan tâm. Dù sao cũng đang trong thời gian tìm hiểu, bạn nên đừng quá vô vập. Người độc thân nếu có nhiều thời gian hơn thì nên sắp xếp thời gian cho cuộc sống của mình, ưu tiên gặp gỡ gia đình, người thân trong tháng này và gắn kết với nhỏ họ nhiều hơn. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 nhắc nhở người tuổi Sửu rằng công việc càng thuận lợi, bản mệnh càng bị dễ lôi cuốn, đến nỗi quên đi việc chăm sóc bản thân. Tháng này, lời khuyên dành cho người tuổi Sửu nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn so với tháng trước. Thời điểm này, khí ở gan cũng suy yếu, cần chú ý bổ gan, bổ dưỡng thận. Hãy cố gắng đi ngủ sớm, ngủ càng muộn thì gan làm việc càng vất vả mà càng không hiệu quả. Tháng này xuất hiện tiết đại thử, dễ có mưa bão, sấm chớp nên sắp xếp lại mọi công việc sao cho phù hợp, hạn chế đi ra ngoài vào thời điểm mưa gió, dễ bị ốm đau, nhất là thời tiết càng nóng bức, cơ thể càng mệt mỏi. Lục bạch ngủ tại trung cung, nhắc nhở bản mệnh
Nếu phải đi xa trong tháng 7 âm lịch này thì luôn đề cao cảnh giác thận trọng để đảm bảo an toàn cho bản thân. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Sửu trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. 1. Tuổi Kỷ Sửu, mệnh hỏa, nam sao Thổ Tú, nữ sao Phần Hợi, khẩu quyết, tránh nói dối vì sẽ dễ bị phát hiện. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Thân, tiểu nhân tuổi Tỵ, tuổi Mùi, màu sắc may mắn màu tím, màu nâu. 2. Tuổi Tân Sửu, mệnh thổ, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, hãy xây dựng niềm tin với mọi người bằng sự chân thành. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Ngọ, tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Mão, màu sắc may mắn màu hồng, màu vàng. 3. Tuổi Quý Sửu, mệnh mộc, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết, lòng người thay trắng đổi đen khó lường, chỉ nên tin vào mình thôi nhé. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn màu tím, màu xanh lá. 4. Tuổi Ất Sửu, mệnh kim, nam sao Thổ Tú, nữ sao Phần Hợi, khẩu quyết, lời khuyên dành cho bạn nên tự lực trước khi muốn ai đó giúp đỡ mình. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Sửu, tuổi Tý, màu sắc may mắn màu trắng, màu hồng. 5. Tuổi Đinh Sửu, mệnh thủy, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, đề phòng tiểu nhân luôn nhăm nhe gây đủ trò khó dễ. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tiểu nhân tuổi Tý, tuổi Mùi, màu sắc may mắn màu trắng, màu đỏ. Xem tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của tuổi Dần, tài hoa nhưng nóng tính, dễ làm hỏng việc. Tử vi tháng 7 năm Nhâm Dần 2022 của những chú hổ cho thấy bản mệnh luôn thể hiện cho mọi người thấy mình rất đáng tin cậy, nhưng đôi khi sự nóng nảy của bạn khiến họ cảm giác khó gần. Nguyệt lệnh trường sinh cho thấy dù tháng cô hồn có nhiều thách thức nhưng lại là chính cơ hội để người tuổi Dần có thể thể hiện sức sống và bản lĩnh mãnh liệt của mình. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của 12 con giáp cho biết bản mệnh là người tài hoa, hiểu biết nên được nhiều người nể trọng, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều người ghen ghét. Vì thế, đi đâu cũng phải giữ vẻ khiêm tốn nếu không muốn gặp rắc rối. Rất nhiều người tuổi Dần trong tháng 7 âm lịch có thể đạt được những mục tiêu sự nghiệp mà mình đã và đang theo đuổi từ lâu. Thiên phù các tinh chủ sinh trưởng, thăng quan tiến chức ghé thăm người tuổi Dần trong tháng này sẽ mang tới không ít thuận lợi. Những ai làm kinh doanh nhờ sự nhanh nhạy của mình có thể thu được lợi nhuận lớn, kéo theo những thay đổi tích cực trong sự nghiệp. Tuy nhiên, tất yếu bên cạnh đó sẽ đi kèm thách thức về thời gian. Để giữ vững phong độ trong công việc, người tuổi Dần sẽ phải hy sinh thời gian dành cho gia đình và người thương. Điều này có thể dẫn đến xung đột trong mối quan hệ. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 đối với người tuổi Dần xuất hiện ngũ hành xung khắc là lời cảnh báo để bản mệnh cần học cách hạ bớt cái tôi nếu không muốn đẩy sự việc đi xa hơn. Người độc thân dễ bị lừa gạt tình cảm nếu không tìm hiểu kỹ đối phương. Ảnh hưởng của đại hao nên bản mệnh có xu hướng tiêu pha thoải mái. Người tuổi Dần không muốn cân đo đong đếm vì nghĩ rằng mình làm việc vất vả để kiếm tiền cũng để tiêu xài mà thôi. Xem tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của tuổi Dần qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Người tuổi Dần trong tháng 7 âm lịch này về công việc được khuyến khích giữ vững lập trường, sống đúng với bản thân dù ngoại cảnh có xoay vần thế nào. Thực tế là không phải ai cũng công nhận năng lực và sự quyết tâm của bạn, vì thế hãy cứ tập trung, tránh xa những cá nhân tiêu cực hay chê bai bạn. Thiên quan dự báo có chuyện chẳng lành nhưng là điều trong khả năng của bạn có thể xử lý được. Nếu như đây là bài học để bạn phải rút ra kinh nghiệm sâu sắc hơn cho mình, bạn nên tự nhắc nhở mình rằng hãy đối mặt với những hối tiếc và căng thẳng trong quá khứ để từ đó tìm hướng đi phù hợp trong tương lai.
Nếu mãi để bản thân vương vấn những chuyện đã qua, bạn sẽ gặp rắc rối trong thời gian tới. Tử vi tháng 7 âm lịch của người tuổi Dần cho biết, nếu bạn đang tìm kiếm công việc có thể gặp may mắn, tuy nhiên cần phải kiên trì và bình tĩnh trước khi đưa ra sự lựa chọn. Một số việc mang tính thách thức có thể là cơ hội để bạn nâng cấp năng lực của mình lên đáy nhé. 2. Luận về phương diện tài chính. Về phương diện tài lộc, người tuổi Dần nên thận trọng trong chi tiêu, tránh phung phí. Do ảnh hưởng của đại hao nên những chủ hộ có xu hướng mua sắm tùy hứng, không có kế hoạch. Nếu muốn mua những món đồ công nghệ đắt tiền thì bạn nên lên kế hoạch trước đó vài tháng để biết mỗi tháng bạn sẽ phải để dành bao nhiêu. Việc này rất tốt để tránh cho việc bạn đột ngột chi một khoản lớn gây khó khăn cho tình hình tài chính của mình trong thời gian ngắn hạn. Thất sức bài về phương Tây Bắc, những chuyện ngoài ý muốn cứ liên tiếp xảy ra với người tuổi Dần. Vậy nên thời gian này, còn giáp này, nếu muốn chuyển chỗ ở hoặc mua nhà, bạn nên cân nhắc tình thế hiện tại trước khi đưa ra quyết định. 3. Luận về phương diện tình cảm. Tháng 7, nóng bức, nên con người dễ nóng giận, cáu gắt, nhất là với những ai có cái tôi cao như người tuổi Dần. Lại thêm ngũ hành xung khắc cho thấy tính tình nóng nảy của những chủ hộ trong thời gian này là nguyên nhân gây ra rạn nứt trong các mối quan hệ, gồm cả với người thân, với một nửa của mình. Có thể người tuổi Dần cho rằng đó là tính cách của mình nên mọi người phải chấp nhận. Thế nhưng, nếu bạn không nhận ra sai lầm thì rất khó để sửa đổi. Ngoài ra, tháng 7 âm lịch này không nên tập trung hướng ra bên ngoài làm gì. Điều bạn cần phải cải thiện mối quan hệ với gia đình, giải quyết các tình huống căng thẳng, gây mâu thuẫn với những người thân. Người tuổi Dần đừng nên xem thường sự xuất hiện của lục xung trong tháng này, kẻo tiền bạc khiến bạn cũng tiêu tan hết, chỉ vì mang đi giải quyết hết những mâu thuẫn căng thẳng. Bạn được yêu thương, chiều chuộng nhưng vì hay buông ra những lời khó nghe nên khiến đối phương cảm giác như bạn đang không trân trọng tình cảm của họ. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tử vi tháng 7 âm lịch cho thấy sức khỏe của những chủ hộ không thật sự như ý, vì không phải bạn lười mà là do vận động quá sức. Yêu thích thể thao là điều tốt, nhưng con giáp này cũng phải hiểu hơn về cơ thể của mình để biết nên tập luyện thế nào là đủ. Bản mệnh rất dễ mắc một số bệnh trong mùa hè này, nhất là bệnh ngoài da, do đó nên tìm cách để bảo vệ làn da của bạn thật cẩn thận. Không nên chủ quan, nhất là những ai thường xuyên làm việc ngoài trời thì nên tìm cách che chắn cả da và nhớ đeo kính để chắn nắng. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Dần trong tháng 7 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Canh Dần, mệnh mộc, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, gặp người tốt bụng, bạn cũng nảy sinh nghi ngờ. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu đen, màu vàng. 2. Tuổi Nhâm Dần, mệnh kim, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết, thể lực giảm sút, không duy trì được thời gian làm việc đủ lâu. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đen. 3. Tuổi Giáp Dần, mệnh thủy, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, nên học hỏi từ người có thành tích tốt hơn bạn. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh lá. 4. Tuổi Bính Dần, mệnh hỏa, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, một số thành quả nho nhỏ càng khuyến khích bạn chăm chỉ hơn. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu hồng. 5. Tuổi Mậu Dần, mệnh thổ, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết, trở nên khôn lỏi kẻo bị ghét bỏ. Quý nhân phù trợ,
tuổi Thìn, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Dần. Màu sắc may mắn, màu vàng, màu nâu. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của tuổi Mão, xa đà quá vào chuyện tình cảm sẽ phải hối hận. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của những chú mèo cho thấy có đào hoa ghé thăm, nhưng đó có thể là chuyện vui hoặc rắc rối đi kèm tùy thuộc vào cách hành xử của bạn. Do đó, người tuổi Mão cần phải tỉnh táo trong các quyết định của mình. Nguyệt lệnh mộc dục thúc đẩy con giáp tuổi Mão sống hướng ngoại hơn trước đây. Thậm chí có những người thích khoe khoang, trưng diện với mong muốn nhận được lời khen từ mọi người. Lúc này bạn được thỏa mãn cái tôi của mình, nhưng lại có thể xuất hiện những điều tiêu cực đi kèm để nhé. Lời khuyên dành cho bạn đó là không nên phô bày hết cuộc sống của mình lên mạng xã hội hoặc tiết lộ hết bí mật của mình cho người khác. Thật lòng, không phải ai cũng quan tâm tới bạn như bạn vẫn nghĩ. Tử vi tháng 7 âm lịch của tuổi Mão cho thấy thiên hình hung tinh dễ có tai bay vạ gió, khiến bản thân vì cao ngạo nóng nảy mà gây họa. Trong mọi việc bạn nên đề phòng, đề cao sự chân thành nếu không muốn rắc rối nhiều thêm. Bạn nên nhớ rằng có những người bạn ghét bạn không chỉ vì do cụ thể vấn đề nào đó, hoặc cũng chỉ vì bạn giỏi hơn, bạn giàu hơn, bạn xinh đẹp hơn. Bạn không thay đổi được người ta, vì thế đừng quá quan tâm tới những kẻ đó. Dành thời gian chỉ tập trung vào những ai yêu mến mình mà thôi. Chính quan nâng đỡ cho công việc của những chú mèo trong tháng 7 âm lịch này được xôi trèo mát mái. Bản mệnh cũng sáng suốt hơn trong việc đưa ra các quyết định, nhất là những quyết định có tính chiến lược mang lại kết quả tích cực trong thời gian dài. Ngũ hành xung khắc cho thấy đây chưa phải là tháng thuận lợi về mặt tình cảm cho những ai còn độc thân. Vì thế, dù có nhiều người theo đuổi thì bạn cũng nên bình tĩnh xem xét, trở nên đồng ý ngay nhé. Xem tử vi tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 của tuổi Mão qua các phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của 12 con giáp cho thấy nhất bạch nhập cung chính nam báo tin cho đến người tuổi Mão. Tháng này đang theo đuổi con đường công danh sự nghiệp sẽ gặt hái những thành quả đáng ghi nhận. Nếu đang muốn thay đổi công việc mới hoặc bất cứ điều gì bạn đang mong muốn đạt được trong tương lai, hãy bắt đầu lên kế hoạch cụ thể để biến chúng thành hiện thực. Khi bạn nỗ lực mỗi ngày, học hành, thực hiện chúng từng chút một, thì có ngày bạn sẽ đạt được ý nguyện của mình mà thôi. Đây chính là lúc bạn cần cân nhắc về mức lương hiện tại. Nếu đang không hài lòng, hãy thử trao đổi với cấp trên của bạn, hoặc bạn có thể tăng thu nhập qua các công việc làm thêm hoặc bán thời gian. Tuy nhiên, ở nơi công sở, mọi người một cá tính riêng biệt, do đó bạn cũng đừng quá ý chí khi muốn ai đó làm theo ý mình. Nếu họ không muốn làm phần việc được giao cho họ, bạn cũng đừng quá lãng phí thời gian của mình với mục đích cố gắng thay đổi hay đưa ra lời khuyên. Bạn cần làm tốt những gì mình có thể, hoàn thành tốt những gì mà bạn được giao phó. 2. Luận về phương diện tài chính. Ảnh hưởng của tiểu hao nên những chú mèo trong tháng 7 âm lịch này có xu hướng hay mua sắm những món đồ lặt vặt không quá đắt, nhưng bạn không biết rằng đây thật sự là một thói quen xấu khó bỏ. Bạn nên ưu tiên mua đồ chất lượng nhằm tránh mua những món đồ không dùng thường xuyên mà gây lãng phí mà thôi. Ngoài ra, một số chi phí mua sắm những món đồ cơ bản trong nhà cũng đang có dấu hiệu tăng lên. Do đó, người tuổi Mão nên đề cao thói quen tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày, từng việc dùng điện cho tới dùng nước bạn nhé. Đã đến lúc bạn nên gia tăng tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu, tránh sử dụng thẻ tín dụng. Mua bán quá nhiều có thể làm bạn bỏ lỡ những thời khắc quan trọng chỉ vì có tiền lương mà không tới ngày đúng lúc. 3. Luận về phương diện tình cảm. Tử vi tháng 7 âm lịch của tuổi Mão cho thấy mộc dục ghé thăm
mang đầy ắp hy vọng cho những chú mèo, nhất là những ai đang mong đợi một cái kết có hậu cho chuyện tình cảm của mình. Nhìn chung, có tin vui về tình cảm, bạn có thể tìm được một nửa ưng ý phù hợp với mình. Thế nhưng, dù đối phương có thể khiến cho con giáp này rung động vì những quan tâm nhỏ nhặt, nhưng khoan hãy quyết định vội vàng do cảm xúc xui khiển nhé. Hãy cứ để thêm một thời gian nữa, bạn mới biết đâu là người thật lòng với bạn. Tuy nhiên, tháng này không tốt cho các cặp vợ chồng vì không ít người có cũ, có mới nới cũ, dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bên ngoài. Có thể vì xao xuyến một người khác mà bạn bắt đầu lơ là trong việc chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Không những thế, có người còn về nhà bắt đầu kiếm chuyện gây gổ để có cơ hội tiến nhanh hơn với người kia. Bạn đang bắt đầu phạm phải sai lầm rồi đấy, hãy tỉnh táo rút chân ra khỏi vùng bẫy này sớm nhất có thể, nếu không bạn sẽ phải hối hận. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của tuổi Mão chỉ ra rằng về phương diện sức khỏe không quá đáng lo trong tháng này vì không có gì nghiêm trọng xảy ra khiến bạn quá lo lắng cả. Tuy nhiên, thời gian này do thời tiết nóng bức, khó chịu, bản mệnh nên hạn chế ra đường vì nhiệt độ cao. Bạn có xu hướng dễ bị cảm nắng hoặc gặp các chứng bệnh về da. Sức khỏe của người lớn tuổi và trẻ nhỏ lúc này cũng khó được đảm bảo, do đó bạn cũng nên dành nhiều thời gian để chăm sóc, quan tâm những người này trong gia đình. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Mão trong tháng 7 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Tân Mão, mệnh mộc, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết: làm gì cũng phải ngó trước, ngó sau một cách cẩn thận. Quý nhân phù trợ: tuổi Tý, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn: màu trắng, màu tím. 2. Tuổi Quý Mão, mệnh kim, nam sao Vân Hớn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết: không vội vàng chỉ trích ai đó khi chưa hiểu vấn đề. Quý nhân phù trợ: tuổi Dần, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Hợi. Màu sắc may mắn: màu trắng, màu đỏ. 3. Tuổi Ất Mão, mệnh thủy, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết: trân trọng hạnh phúc đang có, tránh xem thường một nửa của mình. Quý nhân phù trợ: tuổi Ngọ, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Dần, tuổi Tuất. Màu sắc may mắn: màu xanh lá, màu hồng. 4. Tuổi Đinh Mão, mệnh hỏa, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết: tính toán lại tiền bạc và ưu tiên cho kế hoạch dài hạn. Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Thân. Màu sắc may mắn: màu đen, màu nâu. 5. Tuổi Kỷ Mão, mệnh thổ, nam sao Vân Hớn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết: bạn có nhiều thay đổi tích cực và có sức ảnh hưởng tới người khác. Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn: màu vàng, màu đỏ. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của tuổi Thìn tràn đầy năng lượng để thực hiện dự định mới mẻ. Xem tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của những chú rồng cho thấy bản mệnh rất hào hứng muốn bắt tay thực hiện các kế hoạch của mình. Tuy nhiên, cũng phải cố gắng chậm lại một chút để tránh sai lầm đáng tiếc đấy. Tử vi tháng 7 âm lịch của 12 con giáp cho thấy hữu vật xuất hiện đã chống lỡ lại các hung tinh, giúp cho vận trình của người tuổi Thìn trong tháng này được hanh thông. Những khó khăn mà những chú rồng đang gặp phải cũng dần dần được tháo gỡ. Thậm chí, trong những tình huống mà trước đây bạn từng cho rằng không có giải pháp, thường xuyên rơi vào bế tắc thì cũng may mắn có được người nhiều kinh nghiệm chỉ dẫn. Những ý kiến của họ thật sự là chìa khóa cho mọi vấn đề mà bản mệnh gặp phải. Nguyệt lệnh, quan đới mang nhiều tin vui cùng với khí thế bừng bừng cho người tuổi Thìn tiến tới các mục tiêu đang còn bỏ dở suốt thời gian qua. Bản mệnh tháng này trở nên lạc quan, độc lập, tự chủ, đầy ắp ý chí để nghĩ tới việc làm gì đó mới lạ, hay ho hơn. Thậm chí có người nung nấu ý chí khởi nghiệp,
ở một số lĩnh vực mà bản thân chưa từng có kinh nghiệm. Để hạn chế việc mắc những sai lầm đáng tiếc thì bạn nên học hỏi thêm những kiến thức thực tế đã nhé. Điều đáng khen của người tuổi Thìn lúc này đó là thái độ nền nã, vui vẻ, luôn sẵn sàng giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Tam hợp cho thấy cuộc sống của những chú rồng trong tháng 7 âm lịch này thiên về tình cảm và may mắn là bạn có được hạnh phúc như mong muốn. Những cuộc hẹn hò lãng mạn của các cặp đôi làm sống dậy cảm xúc của cả hai như thuở mới yêu. Xem tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của tuổi Thìn qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Người tuổi Thìn có thể có cơ hội để thể hiện đầy đủ tiềm năng và bản lĩnh trong sự nghiệp vào tháng 7 âm lịch này. Hãy tự tin và sáng tạo, bạn sẽ có được điều bạn vẫn hoài mong ngóng. Nỗi lo tài chính tạm thời được gác lại, điều duy nhất bạn cần quan tâm là trau dồi các kỹ năng công việc. Với những ai trước đây thường hay im lặng và không có thói quen nói ra suy nghĩ hay thể hiện cảm xúc của mình thì tháng này bạn nên mở lòng mình hơn. Bạn muốn bày tỏ ý kiến vì lo ngại quá nhiều người đang hiểu lầm về mình. Nếu thấy có nhiều việc mình đã rất kỹ càng nhưng hiệu quả không được cao thì bạn không nên chủ quan như trước đây. Nếu cần, hãy xem lại từng bước để rà soát xem mình đã sai sót ở điểm nào. Tháng 7 âm lịch này, ảnh hưởng của Tỵ Kiên nên không loại trừ trường hợp có kẻ xấu đang chơi hại bạn mà bạn không hề hay biết. Có những người họ chỉ cần lợi dụng sơ hở của bạn để trục lợi mà thôi. Do đó người tuổi Thìn đừng quá dễ tin người, trở thật thà quá mà vội vàng tin bất cứ ai. Với khí thế hừng hực còn giúp người tuổi Thìn không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà còn rất vui vẻ đi giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, bạn nên chỉ giúp những ai muốn nhờ tới bạn mà thôi. Nếu không, đó là sự làm phiền để nhé. Hãy tinh ý hơn trong việc quan sát thái độ của người khác. 2. Luận về phương diện tài chính. Dự báo một tháng mới nhiều may mắn trong cuộc sống, khi đi đâu cũng có người hỗ trợ giúp đỡ. Về tiền bạc, những ai đang tìm kiếm lời khuyên từ tiền bối hoặc đồng nghiệp lão lang là sự lựa chọn thật sự khôn ngoan. Tháng 7 có thể nói mặt tài chính của con giáp này sẽ có bước tiến rõ rệt, nhất là đối với những ai có ý thức cao trong việc tìm kiếm thêm các nguồn thu nhập mới suốt nửa năm qua. Ngũ quỷ hung tinh mang tới điềm xui xẻo, có điềm tiểu nhân quấy phá ảnh hưởng tới tài lộc của người tuổi Thìn. Điều này cảnh báo việc bạn kiếm được kha khá nhưng cũng mất không ít. Bạn có biết việc giữ tiền nhiều lúc còn quan trọng hơn cả việc kiếm tiền hay không? Nếu bạn cứ mãi giữ thói quen xấu trong việc tiêu dùng thì tương lai bạn cũng sẽ không hề bền vững chút nào. Tháng cô hồn có thể người tuổi Thìn vô tình để mất tiền và không rõ lý do. Lúc này bạn thường có tâm lý một mất mười ngờ. Nếu không, cũng là vì quá tin người mà bạn dễ dàng nghe theo những lời mời chào hấp dẫn từ người quen về một khoản đầu tư sinh lời nào đó. 3. Luận về phương diện tình cảm. Tháng 7 âm lịch này đối với người tuổi Thìn nhờ có tam hợp ghé thăm cho thấy khía cạnh tình duyên của con giáp này rất đáng mong chờ. Phải chăng đã đến lúc bạn thôi giấu kín và bắt đầu gửi các tín hiệu thăm dò đến người ấy? Ngũ hành tương sinh giúp cho người tuổi Thìn có vận trình tình cảm và một nửa của mình được cải thiện rõ rệt. Cho dù bản thân không quá kỳ vọng nhưng bạn lại có được những thứ mà nhiều người khác mơ ước. Điều quan trọng là bạn trân trọng tình cảm của đối phương. Không phải ai cũng sẵn sàng chăm sóc bạn lúc ốm, mua cho bạn những món ăn ngon, thậm chí là đưa tiền cho bạn tiêu xài như người ấy đâu. Sự kết nối của bạn với người thân trong nhà được cải thiện. Có cơ hội để trò chuyện với một người từng xảy ra hiểu lầm trong quá khứ và cả hai được hóa giải những khúc mắc. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tuy dương khí thịnh nhưng trong tháng 7 âm lịch này,
âm khí bắt đầu xuất hiện, do đó không nên để cơ thể ở trong trạng thái quá mát, quá lạnh. Luôn để ý tới cách ăn mặc kín đáo, vừa đảm bảo chất liệu mát để dễ thấm hút mồ hôi. Tử vi tháng 7 âm lịch của người tuổi Thìn có nhị hắc nhập cung chính bắc, cảnh báo tình trạng sức khỏe đáng báo động đối với những ai có bệnh nền. Bạn nên chú ý về vấn đề ăn uống, nghỉ ngơi, đừng để tái phát bệnh dạ dày hay bệnh liên quan tới đường ruột, tiêu hóa. Để duy trì sức khỏe của bạn có thể luyện tập những bài thể dục nhẹ nhàng, hoặc nếu cần có thêm động lực hay rủ cả thêm người thân trong nhà nữa nhé. Chỉ cần đi bộ nhiều hơn, leo cầu thang nhiều hơn trong vòng một tháng, bạn cũng thấy thể lực của mình cải thiện đáng kể. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Thìn trong tháng 7 âm lịch. 1. Tuổi Nhâm Thìn, mệnh thủy, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết: nhiệt tình là tốt, nhưng đừng vì thế mà xâm phạm đời tư người khác. Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: màu vàng, màu hồng. 2. Tuổi Giáp Thìn, mệnh hỏa, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết: bạn chợt nhận ra rằng đang có quá nhiều thứ phải học hỏi. Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Dần. Màu sắc may mắn: màu hồng, màu trắng. 3. Tuổi Bính Thìn, mệnh thổ, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hợi, khẩu quyết: bạn dễ phạm sai lầm cơ bản trong quản lý tiền bạc. Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Dần. Màu sắc may mắn: màu trắng, màu cam. 4. Tuổi Mậu Thìn, mệnh mộc, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết: hãy thực tế hơn trong việc kế hoạch hành động của mình. Quý nhân phù trợ: tuổi Tỵ, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn: màu đen, màu hồng. 5. Tuổi Canh Thìn, mệnh kim, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết: đừng nên nóng nảy cãi vã tay đôi với người kia của mình. Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: màu trắng, màu tím. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của tuổi Tỵ ổn định, thiếu bứt phá tới mức nhàm chán. Xem tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 cho người tuổi Tỵ chỉ ra rằng con giáp này đang được ưu ái với nhiều điều kiện thuận lợi, vì thế hãy tận dụng chúng để bước ra khỏi vùng an toàn của mình càng sớm càng tốt. Bước sang tháng mới, đòi hỏi người tuổi Tỵ phải luôn có bản lĩnh để đối mặt với những khó khăn, nhưng cũng đừng quên đi những thuận lợi mà mình may mắn có được. Từ chuyện công việc cho tới tình cảm đều phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định, tránh trường hợp vội vàng khiến bản thân phải hối hận. Theo tử vi tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần của tuổi Tỵ cho biết, nếu xảy ra việc khó xử hoặc bị hại thì bạn cần nhận thức ra rằng một phần rắc rối cũng là do bạn tự mình chuốc lấy chỉ vì tính khoe khoang tự phụ mà thôi. Bạn có khá nhiều điều kiện thuận lợi khi nguyệt lệnh nhập cung lâm quan mang lại may mắn, quyền quý, nhưng cái gì cũng chỉ là tạm bợ, do đó đừng nếu cố chấp vào đó quá lâu kẻo mang họa. Thực tế là có những người sinh lòng đố kỵ với những gì mà bạn đang có. Trong việc làm ăn không nên quá cứng nhắc, nên linh hoạt hơn, thì khi đó bạn tưởng rằng mình chịu thiệt thòi nhưng thật ra trong tương lai sẽ có lợi hơn cho mình rất nhiều. Nhất là con giáp tuổi Tỵ đang nắm giữ vai trò lãnh đạo, ngoài yếu tố đảm bảo công việc thì nên tìm hiểu thêm đời sống của người dưới quyền, sự thấu hiểu sẽ giúp bạn quản lý người tốt hơn đấy. Ngũ hành xung khắc khiến cho chuyện tình cảm đôi lứa khó thành, vợ chồng lục đục chẳng yên. Lời khuyên dành cho con giáp này đó là đừng mong cầu quá nhiều, hãy để cảm xúc của mình diễn ra tự nhiên nhất có thể. Xem tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của tuổi Tỵ qua các phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Tử vi tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần của 12 con giáp cho biết, thiên ẩn ghé thăm cho thấy có nhiều nguồn lực xuất hiện để nâng đỡ cho vận trình của người tuổi Tỵ được thuận lợi hơn. Thế nên, nếu kết quả không như ý thì phần lớn là do bạn. Khi làm việc
không đến nơi đến chốn thì đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hay tháng cô hồn. Một số con giáp vì quá tự tin khi bạn làm những việc rất quen thuộc, không đòi hỏi quá nhiều tính sáng tạo. Tuy nhiên, tính chủ quan, tự phụ cũng là tác nhân khiến bạn hỏng việc đấy nhé. Ngoài ra, khi vấn đề không nằm ở năng lực mà nằm ở thái độ của con giáp này, có thể vì bạn không hài lòng với hiện tại khi so sánh bản thân với những bạn bè đồng trang lứa. Hãy cố gắng điều chỉnh suy nghĩ, bạn cần hiểu rằng vị trí của bạn cũng rất tốt rồi. Mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh của riêng mình, vì vậy bạn đừng áp đặt các mục tiêu của người khác lên bản thân. Thay vào đó, hãy làm tốt nhất có thể vai trò của mình ở hiện tại. 2. Luận về phương diện tài chính. Vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ vào tháng 7 âm lịch này khá ổn định. Bạn đủ đảm bảo khoản thu chi cần đổi nên không có gì phải quá lo lắng. Người làm công ăn lương, nhận đủ lương theo quy định. Tuy nhiên, bạn đừng quá thụ động tới mức chỉ dựa vào mỗi nguồn thu nhập như hiện tại mà không đi tìm kiếm thêm cơ hội. Nhân khí có thái âm cát tinh trong tháng này thì nên khai thác thêm các khía cạnh khác để vừa có thể kiếm thêm tiền lại có thể cải thiện các kỹ năng mà mình đang có. Tháng này, những ai có muốn kinh doanh về lĩnh vực ăn uống thì rất thuận lợi, có được nhiều ưu thế hơn. Xong, những người tuổi Tỵ cũng đừng vì quá ham lợi nhuận mà bỏ ra những nguyên liệu kém chất lượng, lâu dần bạn sẽ mất khách. 3. Luận về phương diện tình duyên. Lời khuyên dành cho người tuổi Tỵ là có đôi có cặp trong tháng 7 âm lịch này là nên đối xử tốt với người thương, chớ nên phủ định hết mọi công sức của họ bạn nhé. Đôi khi những gì tốt đẹp họ dành cho bạn quá vô tư mà bạn lại xem đó là những điều đương nhiên. Thái độ này sẽ dẫn đến những sai lầm đáng tiếc. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của người tuổi Tỵ chỉ ra rằng tử hành xung có thể là một phần nguyên nhân khiến hai người thờ ơ, lạnh nhạt với nhau. Dường như đối phương không quan tâm tới sự tồn tại của bạn. Điều này càng khiến người tuổi Tỵ tức giận, hung hăng và trở nên xấu xí trong mắt đối phương. Thậm chí có nhiều cặp đôi chọn đây là thời điểm chấm dứt mối quan hệ tình cảm để không còn phải đau khổ, buồn bực vì nó nữa. Hai người cho nhau lỗi đi riêng cũng không hẳn là điều gì tồi tệ nhưng bạn từng nghĩ trước đây. Người độc thân nên nhớ rằng không phải mình tốt bụng, hiền hòa hay tài giỏi là người ta sẽ yêu mình. Vấn đề liên quan đến cảm xúc rất khó nói, vì thế bạn chỉ nên bình tĩnh lại và chờ người phù hợp hơn đến với mình mà thôi. Tháng này, khuyến khích người tuổi Tỵ nên thường xuyên gặp gỡ gia đình, bạn bè để cùng trò chuyện về những khó khăn mà bạn đang gặp phải. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của tuổi Tỵ cho biết, nhị hắc nhập cung chính bắc cảnh báo tình trạng sức khỏe đáng báo động của bản mệnh trong thời gian này. Bạn nên chú ý đến vấn đề ăn uống, nghỉ ngơi, đừng để tái phát bệnh dạ dày hay bệnh liên quan tới đường ruột tiêu hóa. Phụ nữ tuổi Tỵ đang có ý định phẫu thuật thẩm mỹ, hút mỡ, chăm sóc da quá đà, không đúng cách thì nên cẩn thận trong tháng này. Bạn nên trang bị thêm kiến thức cho mình hoặc tìm phương cách phù hợp hơn để làm đẹp như đi ngủ để đẹp da hơn, tập thể dục để vóc dáng xinh xắn hơn. Thời điểm tháng 7 âm lịch, khí ở gan cũng suy yếu, do đó bản mệnh cần phải chú ý bổ gan dưỡng thận ngay nhé. Nếu có thể nên nghỉ ngơi nhiều, tránh làm việc quá sức, nhất là trong những ngày thời tiết nóng bức. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tỵ trong tháng 7 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Quý Tỵ mệnh thủy, nam sao kế đô, nữ sao thái dương khẩu quyết. Mọi tiến triển không diễn ra một sớm một chiều, hãy tiếp tục cố gắng. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Dần, tuổi Mão, màu sắc may mắn màu vàng, màu trắng. 2. Tuổi Ất Tỵ mệnh hỏa, nam sao thái dương, nữ sao thái âm khẩu quyết. Tháng 7 âm lịch, lời khuyên dành cho người tuổi Ất Tỵ nên chọn lựa cách thức làm việc hiệu quả cao hơn. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Dần, màu sắc may mắn, màu vàng, màu đỏ. 3. Tuổi Đinh Tỵ mệnh thổ, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết.
thu nhập chỉ cải thiện khi bạn biết cân đối lại thời gian trước đã. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Mùi, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Thìn, màu sắc may mắn màu trắng, màu cam. 4. Tuổi Kỷ Tỵ, mệnh mộc, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết. Đánh giá việc gì nên nhìn toàn cảnh vấn đề, đừng chỉ nhìn bề ngoài. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Sửu, tiểu nhân tuổi Tỵ, tuổi Hợi, màu sắc may mắn màu cam, màu xanh lá. 5. Tuổi Tân Tỵ, mệnh kim, nam sao Thái Âm. 5. Tuổi Tân Tỵ, mệnh kim, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết. Nhớ giữ mồm, giữ miệng, cẩn thận lời mình nói ra. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Ngọ, tiểu nhân tuổi Mùi, tuổi Thân, màu sắc may mắn màu hồng, màu tím. Tử vi tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 của tuổi Ngọ, khả năng vượt trội nhưng trở nên kiêu căng. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 tuổi Ngọ chỉ ra rằng thành công hiện tại không đảm bảo cho thành công tương lai, vì thế dù trong bất cứ tình huống nào, bạn cũng nên thể hiện sự khiêm tốn nhé. Nguyệt lệnh đế vượng cho thấy thái độ kiêu ngạo của con giáp tuổi Ngọ trong cách cư xử với mọi người. Bạn có thể cho rằng mình có quyền lên mặt dạy đời vì bạn khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay. Thế nhưng suy nghĩ đó chỉ khiến bạn trở nên ngông cuồng, trẻ con trong mắt mọi người mà thôi. Không ai phủ nhận năng lực của bạn, nhưng việc bạn xem thường những người yếu thế hơn mình là điều hoàn toàn không nên. Thực tế là ai cũng có điểm mạnh riêng, chỉ là họ chưa biết tìm cách để khai thác nó mà thôi. Không ít người tuổi Ngọ vào tháng 7 âm lịch này lại tỏ thái độ hiểu thẳng, thích tranh giành hơn thua với người khác từng chút một. Nếu trong vai trò người lãnh đạo, người ta sẽ đánh giá bạn là người hẹp hòi đẩy nhẽ. Sao dịch mã xuất hiện cho thấy không ít người tuổi Ngọ có lịch trình bận rộn, thường xuyên phải đi lại, thời gian di chuyển rất nhiều và tốn kém. Nếu có thể, bạn nên có kế hoạch trước cho mọi thứ để sắp xếp chuyến đi khoa học, an toàn, hạn chế tối thiểu rủi ro. Tháng này cho thấy bản mệnh càng vất vả, càng phải bồn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn. Hơn nữa, bản mệnh là người chịu thương, chịu khó nên sẵn sàng chấp nhận thử thách để đạt được mục tiêu của mình. Ảnh hưởng của đại thử nên sức khỏe vẫn là vấn đề mà bản mệnh cần lưu tâm trong tháng cô hồn này. Lúc này, tuy dễ bị tổn thương, sức đề kháng cũng có dấu hiệu sa sút. Khi bạn thức khuya quá nhiều hoặc làm việc ở những nơi có nhiệt độ khá cao trong thời gian dài. Xem tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của người tuổi Ngọ qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Cương nghị, thẳng thắn, dũng cảm là một khí chất cực kỳ mạnh mẽ giúp cho người tuổi Ngọ có thể đối diện với mọi vấn đề. Các quyết định đều nằm trong tay bạn. Chọn lựa thế nào là ở bạn. Tuy nhiên, không nên vì thế mà cứng nhắc quá, đôi khi linh hoạt sẽ giúp bạn có ưu thế hơn đấy. Chính ẩn ghé thăm cũng là lúc bản mệnh nên thể hiện sự năng động của mình trong mọi cuộc sống. Có nhiều người phải vất vả hơn khi so sánh với những người khác, nhưng bù lại thành quả rất đáng nể. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của tuổi Ngọ cho thấy thời gian này, bản mệnh có thể gặp một người thú vị trong lĩnh vực liên quan đến công việc. Người đó mang đến cho bạn một số thông tin giá trị, khiến bạn có thêm nhiều cơ hội. Đây là vận may của bạn, hãy nắm lấy và đừng bỏ lỡ. Với người làm công ăn lương, cơ hội để bản mệnh tăng tiến công danh, quyền lực đã đến rồi, đòi hỏi bạn phải tập trung cao độ. Tuy nhiên, đừng vì lợi ích của mình mà quên đi người khác. Nhớ rằng, việc bạn nên làm mang lại niềm vui cho mọi người nhất có thể, nếu không sự ích kỷ của bạn sẽ phải trả giá trong tương lai. 2. Luận về phương diện tài lộc. Người tuổi Ngọ lúc này rủng rỉnh tiền bạc, nhiều người có đủ tiền để mua nhà cửa, xe hơi cho mình. Thế nhưng bên cạnh đó cũng có những rắc rối khó lường mà bạn trở nên chủ quan. Bạn mệnh nhớ rằng, cuộc sống mà chỉ theo đuổi mục tiêu tiền bạc thì quá nhạt nhẽo.
Thực tế là không ít người giàu có, sung sướng nhưng vẫn luôn cảm thấy trống rỗng, không mục tiêu. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của 12 con giáp cho biết, tam bích bay về phương Tây Nam, mệnh chủ dễ vướng vào những rắc rối khó tránh trong tháng cô hồn này. Nếu không cẩn thận, mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn hoặc dính dáng đến pháp luật hay kiện tụng nữa. Thực tế là có rất nhiều người không đáng tin, thậm chí là người thân cũng có thể mượn tiền của bạn nhưng không chịu trả. Vì thế, người tuổi ngọ cũng phải biết chọn mặt gửi vàng, có giấy tờ ghi lại rõ ràng nhằm hạn chế tối thiểu rắc rối liên quan đến chuyện tiền bạc. 3. Luận về phương diện tình cảm. Tử vi tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần cho thấy, vận trình tình cảm của người tuổi ngọ có nhiều bất ổn. Người độc thân, thời gian này cũng không có gì tiến triển khi chính bạn cũng cảm thấy không thoải mái với các cuộc gặp mặt, hẹn hò với người khác giới. Khi bạn không cố gắng gồng mình lên, làm gì? Hãy thoải mái xem đó là cuộc gặp gỡ bạn bè nói chuyện cho vui mà thôi. Nếu có thể, bạn nên tham gia các câu lạc bộ để cùng chia sẻ sở thích, hát hò, hội họa, từ thiện. Khi đó bạn có cơ hội gặp được người phù hợp và có cảm tình diễn ra một cách tự nhiên hơn. Riêng với những ai đã có đôi có cặp hoặc đã lập gia đình, việc dành quá nhiều thời gian để theo đuổi sự nghiệp khiến bạn phải bỏ bê chuyện tình cảm là điều dễ hiểu. Nếu một nửa của bạn là người không chịu thông cảm thì hai người dễ gặp rắc rối, thường xuyên xảy ra tranh cãi. Ngũ hành xung khắc cho thấy việc đặt công việc lên trên tình cảm đôi khi không thực sự sáng suốt, mối quan hệ căng thẳng, thậm chí là lạnh nhạt cũng sẽ phần nào hút đi năng lượng của bạn, gia tăng sự mệt mỏi. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 cho thấy lúc này đã sang đại thử, tiết khí sẽ khiến cho tỳ của bản mệnh dễ bị tổn thương, do đó phải cần chú ý hơn tới sức khỏe. Khi cảm thấy sức đề kháng giảm thì tìm cách để gia tăng bằng việc ăn những đồ ăn phù hợp, nghỉ ngơi thường xuyên, đi ngủ đúng giờ. Ngoài ra, thời gian này vì lịch trình bận rộn nên bản mệnh thường xuyên phải đi ra ngoài lúc trời nắng nóng, nhiệt độ cao, dễ bị cảm nắng, gặp các chứng bệnh về da. Nên chuẩn bị áo chống nắng, kính mát, khẩu trang đầy đủ để che chắn, tối thiểu tác động của ánh nắng lên cơ thể của bạn khi đi ra ngoài. Tuy nhiên, ở mặt nào đấy, không ít con giáp người tuổi ngọ đang cố duy trì lối sống lành mạnh. Họ hiểu rõ vốn quý của một thân thể khỏe mạnh nên tập trung cải thiện với hy vọng mình có thể sống lâu, gia tăng tuổi thọ. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi ngọ trong tháng 7 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi giáp ngọ mệnh kim, nam sao vân hớn, nữ sao la hầu, khẩu quyết, tình cảm có nhiều bất ổn, khó hòa hợp với một nửa. Quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu vàng, màu nâu. 2. Tuổi bính ngọ mệnh thủy, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết, tranh cãi với thái độ hơn thua khiến bạn trở nên xấu xí. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Tý, màu sắc may mắn, màu trắng, màu hồng. 3. Tuổi Mậu ngọ mệnh hỏa, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết, nhớ kiểm soát cơn giận, tránh nói ra những điều không hay. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Dần, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu xám, màu đỏ. 4. Tuổi Canh ngọ mệnh thổ, nam sao vân hớn, nữ sao la hầu, khẩu quyết, có tài lộc thì phải trân trọng, tránh việc lãng phí tiền bạc. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu trắng, màu tím. 5. Tuổi Nhâm ngọ mệnh mộc, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết, bản lĩnh, kiên cường, đánh đầu thắng đó. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu đen, màu đỏ. Tử vi tháng 7 năm 2022 của người tuổi Mùi, chớ bi quan vì cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao.
Tử vi tháng 7 năm Nhâm Dần 2022 của tuổi Mùi cho thấy bản mệnh đang có nhiều điều kiện thuận lợi. Nếu như cứ mãi suy nghĩ tiêu cực và sống tự ti khép kín thì những cánh cửa kia sẽ đóng lại. Tử vi tháng 7 âm lịch của tuổi Mùi thấy rằng nguyệt lệnh suy cho thấy vấn đề tinh thần đang quyết định rất nhiều tới cuộc sống của con giáp này. Nếu bạn yếu đuối, chán nản thì sa sút rất nhanh. Thế nhưng nếu bạn biết bình tĩnh đối mặt, tính toán hơn thì sẽ có được những thứ mà bạn chưa từng nghĩ tới. Khi cảm thấy bản thân đang lạc lõi hay mất phương hướng thì nên bình tĩnh lại, cân nhắc được mất trước khi hành động. Khi đó bạn sẽ nên biết mình làm gì và nếu xảy ra trở ngại thì chúng cũng đã nằm trong vấn đề mà bạn đã lường trước rồi. Nhờ đó mà bạn hạn chế được sự thất vọng chán trường vì hỏng việc. Bản mệnh nên lưu ý rằng hiện một số quan điểm cũ không còn phù hợp, vì thế đã đến lúc người tuổi Mùi phải thay đổi, tìm ra một giải pháp mới mẻ cho vấn đề của bản thân ngay từ hôm nay là cách để bạn tránh khỏi những toan tính đau đầu sau này. Bản mệnh là người có tư tưởng cao đẹp, muốn góp phần, giúp sức để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn nhưng chưa có đủ cơ hội lớn. Tuy nhiên, bạn cần có thể thực hiện những hành động nhỏ và thiết thực trước khi muốn nghĩ tới những điều lớn lao. Thái dương, các tinh rất tốt cho nam mệnh, phù trợ cho công việc của bản mệnh sớm được cải thiện. Nhân duyên của người tuổi Mùi trong tháng 7 âm lịch này cũng thường trở nên tốt đẹp hơn khi dần được dẫn lối. Xem tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của người tuổi Mùi qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Tử lục nhập cung chính đông, vận khí của người tuổi Mùi vào tháng 7 âm lịch này lên xuống khá thất thường. Đây vừa mới tốt đẹp thì ngay sau đó đổi chiều suy giảm trong tức khắc. Kiếp tài cho thấy vẫn có những rắc rối, khủng hoảng xảy ra trong công việc. Tuy nhiên, đừng vì thế mà lo lắng. Đã đến lúc bạn nên bình tĩnh để tìm kiếm cho mình một con đường mới, một cơ hội mới thay vì luôn luôn ở trong thế bị động. Nếu có xảy ra những sai sót đáng tiếc cũng chỉ vì sự bất cẩn hoặc do bạn đang đánh giá thấp khả năng của mình mà thôi. Người tuổi Mùi lúc này rất cần những lời động viên, khen ngợi để tiếp thêm cho họ sức mạnh hành động, làm việc nhằm theo đuổi mục tiêu đến cùng. Đừng quá sợ hãi khi bạn phạm phải sai lầm vì đó là bước điểm quan trọng cho thành công của bạn. Chính tâm lý muốn bỏ cuộc sẽ khiến cho người tuổi Mùi thiếu đi ý chí cùng với lòng quyết tâm. Bạn cần tự tin lên, hãy tập trung vào những thứ bạn đang làm thay vì những thứ mà bạn chưa đạt được. Cuộc sống này không dễ dàng với bất cứ ai cả. Nó chỉ mang lại phần thưởng cho những người thật sự xứng đáng với nỗ lực đã bỏ ra. 2. Luận về phương diện tài chính. Bước sang tháng 7 âm lịch này, người tuổi Mùi biết tận dụng cơ hội đang có để gia tăng lợi nhuận cho mình trong thời gian ngắn. Có người ngoài nhìn cho rằng bạn gặp may, nhưng thật ra đa phần đây là kết quả từ những việc đã làm trong quá khứ. Thái dương các tinh thu hút tài lộc về cho con giáp tuổi Mùi bất chấp những khó khăn bản mệnh phải đối mặt trong tháng cô hồn. Nhất là đối với những ai đã xây dựng cho mình nguồn tiền thu nhập thụ động thì nay đã có những dấu hiệu rất tích cực. Không ít người dùng tiền mua sắm để thỏa mãn sở thích của mình hoặc giải tỏa căng thẳng trong công việc. Để tránh việc chi tiêu quá nhiều, mất kiểm soát khi tâm trạng không tốt thì bạn nên có kế hoạch mọi thứ từ trước nhé. 3. Luận về phương diện tình cảm. Tháng mới, không khí gia đình trở nên đầm ấm hài hòa, trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người tuổi Mùi khi đối mặt với những khó khăn ngoài xã hội. Một số rạn nứt cũ cũng được hàn gắn khi những hiểu lầm được phá bỏ. Thiên diêu, chủ về đào hoa cho thấy đời sống tình cảm của người tuổi Mùi độc thân rất phong phú. Bản mệnh lúc này có sức hấp dẫn đặc biệt đối với những người khác giới, cũng là vì nhờ việc chăm sóc bản thân, chú ý hơn tới vẻ bề ngoài. Hãy đi ra ngoài nhiều hơn, gặp gỡ nhiều hơn, bạn sẽ nhận không ít người thú vị về mình. Đừng ở nhà quá nhiều và đọc những thông tin tiêu cực trên mạng khiến bạn mất đi niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Những cặp vợ chồng thời gian này cũng lấy lại được cảm xúc như xưa.
cảm thấy gần gũi, yêu thương, thấu hiểu nhau nhiều hơn trước. Thậm chí có những cặp vợ chồng khiến cho đối phương bất ngờ vì những hành động, lời nói quá đỗi ngọt ngào. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của tuổi Mùi cho thấy, ngũ hành tương sinh, sức khỏe đảm bảo để người tuổi Mùi vững tin theo đuổi những mục tiêu trong cuộc sống. Hơn ai hết, nhờ theo đuổi lối sống lành mạnh cùng thực đơn Phật đơn giản, đủ dinh dưỡng đã bắt đầu mang lại cho con giáp này những lợi ích nhất định. Bản mệnh cần lưu ý trong tháng 7 âm lịch này khá nóng bức khi cơ thể ra nhiều mồ hôi, cần bổ sung nước kịp thời. Tuy nhiên, không nên uống quá nhiều nước đá lạnh sẽ chỉ mang thêm khát. Uống nước ấm sẽ tốt hơn và nên dùng nước muối hoặc đường nhạt. Đừng hiểu lầm rằng mình uống nước hoa quả là có thể bù được lượng nước đang thiếu hụt bạn nhé. Có khi uống nước ép hoặc uống nước sinh tố lại làm gia tăng lượng đường vào cơ thể vì chúng rất nhiều đường hơn bạn nghĩ. Tháng này, nếu có thể bạn hãy cho phép mình lười một chút, dành thời gian để nghỉ hè cùng con cái hoặc gia đình. Đây là cách hiệu quả để bạn tái tạo lại năng lượng chuẩn bị cho những tháng cuối năm. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Mùi trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần. 1. Tuổi Ất Mùi, mệnh kim, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết. Không có kế hoạch nghĩa là bạn chuẩn bị cho việc thua cuộc đấy nhé. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Tý, màu sắc may mắn, màu xanh lá, màu cam. 2. Tuổi Đinh Mùi, mệnh thủy, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hấn, khẩu quyết. Khó khăn là chuyện đương nhiên, hãy tự tin vào bản thân. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu trắng, màu tím. 3. Tuổi Kỷ Mùi, mệnh hỏa, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết. Việc làm ăn đã bắt đầu có tín hiệu khả quan. Quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu hồng, màu cam. 4. Tuổi Tân Mùi, mệnh thổ, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết, tiết kiệm giúp bạn đảm bảo được cuộc sống. Quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ. 5. Tuổi Quý Mùi, mệnh mộc, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hấn, khẩu quyết. Đôi khi bạn cần lên tiếng bảo vệ quan điểm của mình. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Sửu, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu vàng, màu nâu. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của tuổi Thân, cần biết nắm bắt và buông đúng lúc, tránh mệt mỏi kéo dài. Xem tử vi tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần của người tuổi Thân cho thấy, thời gian này bạn cảm thấy rõ sự yếu đuối của bản thân, lúc này hãy cho phép mình nghỉ ngơi hơn là theo đuổi những tham vọng. Tử vi tháng 7 âm lịch cho thấy, nguyệt lệnh bệnh cho thấy cơ thể của người tuổi Thân có dấu hiệu suy nhược, đầu óc khó tỉnh táo để tập trung làm việc. Do đó, tháng này, người tuổi Thân nên đề cao nhóm công việc mang lại hiệu quả cao, còn những việc không gấp có thể tạm gác sang một bên. Bạn phải ý thức rõ rằng tình trạng sức khỏe hiện tại không đáp ứng đủ cho lượng công việc khổng lồ, nên chỉ tập trung vào những danh mục nhỏ và cốt yếu. Nếu bạn không biết kiên nhẫn, không thể giữ phong độ trong thời gian dài, dễ xảy ra tình trạng đầu voi đuôi chuột, cuối cùng kết quả cũng không khả quan như mong đợi. Bát bạch nhập cung chính tay, cơ hội kiếm tiền xuất hiện trước mắt, liệu bạn có thể nắm bắt và khiến cho tiền đổ vào túi của bạn hay không? Nếu nhút nhát, ngại tìm hiểu, ngại mở mang kiến thức thì cơ hội sẽ qua đi một cách nhanh chóng, hãy mạnh dạn và liều lĩnh hơn một chút nhé. Không ít người tuổi Thân có thể thấy sự lười biếng, thiếu động lực khi làm việc gì không thành công là nóng nảy, muốn bỏ cuộc. Điều này có thể vì bạn đang có kỳ vọng quá cao, muốn thay đổi nhanh. Bạn chỉ cần cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong tháng này là tốt lắm rồi, vì rất nhiều điều kiện chưa đủ cho phép bạn được vượt thành tích ngay lập tức. Tháng này, người tuổi Thân hay tỏ ra yếu đuối, ủy mị, đáng thương, như là cách để mong muốn ai đó hỗ trợ mình. Nhưng cuối cùng, bạn nhận ra rằng
Trong những tình huống ngặt nghèo, chính bạn mới là người có thể cứu lấy bạn mà thôi. Xem tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của người tuổi Thân qua các phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Tử vi tháng 7 âm lịch cho thấy trong công việc người tuổi Thân dễ xảy ra những sai sót khi không thể tập trung. Tuy nhiên, nếu bạn biết điều chỉnh cho lượng công việc trong ngày được giảm bớt đi, bạn chỉ tập trung cho những thứ thật sự quan trọng, làm chúng thật tốt là được. Thực tế là chỉ xảy ra sai sót rồi đi sửa không chỉ gây mệt mỏi cho bản thân mà khiến cho những người xung quanh cảm thấy phiền phức. Thái tuế hung tinh xuất hiện trong tháng 7 âm lịch tìm bảo tai họa bất ngờ, do đó luôn phải đề phòng cảnh giác nên thận trọng trong công việc. Với những hợp đồng lớn, kế hoạch quan trọng, nếu có thể dời sang thời gian khác thì sẽ thuận lợi hơn. Nếu ai thường phải di chuyển xa nhà thì công việc khó khăn, thuận lợi. Do đó, nên sắp xếp lại công việc, ưu tiên nhiệm vụ ở gần và trong khả năng của mình. Người tuổi Thân không nên theo đuổi tham vọng trong khoảng thời gian này. 2. Luận về phương diện tài chính. Người tuổi Thân phải tìm cách để có thể giúp mình phấn chấn tâm trí, hành động quyết liệt hơn là nằm ở đó chờ đợi thời cơ. Hoặc có người lại cho rằng cuộc sống của mình tạm ổn rồi, không cần phải cố gắng thêm. Bản mệnh có biết rằng trong quá trình tìm cách gia tăng thu nhập cũng là lúc bạn đang mở mang đầu óc, học thêm kiến thức mới và thử áp dụng nó vào trong cuộc sống của mình. Hành trình này còn thú vị hơn khi kết quả cuối cùng mà nó tạo ra cho bạn đó là tiền bạc. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của tuổi Thân, thực thần ghé thăm cho thấy có tài lộc. Thế nhưng nếu lười biếng không nắm bắt cơ hội thì sẽ phải hối hận. Đây là điềm báo trước gặp may. Có thể khi bạn gặp khó khăn trong tháng này sẽ ngay lập tức có người giúp sức, nhưng cũng đừng vì thế mà quá phụ thuộc vào người ta. Không có gì là miễn phí đâu bạn nhé. Người ta giúp bạn thì họ cũng sẽ đòi hỏi hoặc yêu cầu bạn đáp lại bằng cách này hay cách khác. 3. Luận về phương diện tình cảm. Thản cô hồn, tinh thần của người tuổi Thân đi xuống, bản mệnh cứ lủi thủi một mình. Bạn không thích đến những nơi đông người, chỉ muốn làm việc nơi vắng vẻ. Cơ hội giao lưu, gặp gỡ với người khác giới không nhiều, nên bạn khó có được thay đổi nào trong đời sống tình cảm. Nhìn chung, người độc thân khá thờ ơ trong chuyện tình cảm, nên tháng này không có dấu hiệu khởi sắc cũng là điều dễ hiểu. Các cặp đôi thời gian này bắt đầu nhận ra những khác biệt trong tính cách, có những vướng mắc trong lòng chưa giải thích hết được. Lúc này có thể nói, tình cảm không đạt được mong muốn dù cả hai đã cố gắng rất nhiều. Lời khuyên dành cho con giáp này đó là cần biết cái gì nên nắm, cái gì nên buông, nếu không cuộc sống của bạn chỉ toàn những áp lực mà thôi. Trong khi đó, mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh thì sẽ mang lại cho bạn niềm vui và nghị lực sống, do đó bạn nên dành thời gian để xem xét lại. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tử vi tháng 7 âm lịch cho thấy lúc này âm khí bắt đầu xuất hiện, do đó người tuổi Thân không nên để cơ thể ở trạng thái quá mát, quá lạnh, rất dễ mắc bệnh. Nhìn chung, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Thời gian này, về mặt tướng mạo, sắc diện, da dẻ không hồng hào, xanh xao, vàng vọt. Về mặt tâm lý, tinh thần không được tốt, không thích hợp để hoạt động. Lời khuyên dành cho bạn đó là nên duy trì việc luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên để cải thiện sức khỏe. Đừng chỉ mải mê theo đuổi các mục tiêu khác hoặc đơn giản là vì lười mà không muốn làm gì cả. Hãy tìm đến những thiền hoặc yoga để tìm lại cân bằng cho cuộc sống của mình, con giáp nhé. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Thân trong tháng 7 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Bính Thân, mệnh hỏa, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, tham lam, muốn giàu nhanh khiến bạn hối hận. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu trắng, màu tím. 2. Tuổi Mậu Thân, mệnh thổ, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, cho phép bản thân nghỉ ngơi khi quá mệt mỏi.
Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tiểu nhân tuổi Mão, tuổi Thìn, màu sắc may mắn màu trắng, màu cam. 3. Tuổi Canh Thân, mệnh mộc, nam sao kế đô, nữ sao thái dương khẩu quyết, sống khép mình quá sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Sửu, tiểu nhân tuổi Tỵ, tuổi Dậu, màu sắc may mắn màu vàng, màu hồng. 4. Tuổi Nhâm Thân, mệnh kim, nam sao thái bạch, nữ sao thái âm khẩu quyết, đừng xem thường giá trị của những giấc ngủ ngon và nghỉ ngơi đầy đủ. Quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Sửu, màu sắc may mắn màu trắng, màu nâu. 5. Tuổi Giáp Thân, mệnh thủy, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô khẩu quyết, hai vợ chồng cần thẳng thắn trò chuyện với nhau. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Tỵ, tuổi Mùi, màu sắc may mắn màu đỏ, màu đen. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của tuổi Dậu, chớ nghĩ nhiều lại lún sâu vào bùn lầy khổ đau. Xem tử vi tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần của người tuổi Dậu chỉ ra rằng bản mệnh cảm thấy buồn khi không đủ mạnh mẽ, can đảm để theo đuổi đam mê. Thế nhưng hãy nhớ rằng lùi một bước để tiến hai bước, hãy có những sự chuẩn bị tốt để sẵn sàng vượt trội trong thời gian tới. Thường quang xuất hiện trong tháng 7 âm lịch, dự báo người tuổi Dậu sẽ phải đối mặt với khá nhiều căng thẳng, chủ yếu là áp lực từ những bạn bè đồng trang lứa. Bạn hãy cố gắng điều chỉnh suy nghĩ, tránh đưa bản thân rơi vào những khó khăn không tên đang ăn mòn ý chí của mình. Nguyệt lệnh tử cho thấy dù bản mệnh là người thông minh nhưng tính hay do dự sẽ khiến bạn mất đi nhiều cơ hội tốt. Bạn cần tìm hiểu, tham khảo các thông tin để cân nhắc, nhưng cũng đừng quá phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Hãy lắng nghe sự mách bảo của lý trí. Tháng này cũng không phải là thời gian thuận lợi cho người tuổi Dậu theo đuổi danh lợi, do đó không cần cố tỏ ra bản lĩnh làm gì vì bạn chỉ nhận về mình phần thua thiệt mà thôi. Tháng cô hồn tuy cuộc sống ổn định hơn trước nhưng lúc này có phần chậm tiến, lý do có thể xuất phát từ thái độ bảo thủ cứng nhắc của bản mệnh mà thôi. Nhiều việc không như ý nên con nhóc này có xu hướng đa cảm, buồn phiền, nghĩ ngợi miên man. Thay vì ngồi đó suy nghĩ thì bạn nên hành động quyết liệt hơn, chăm chỉ làm việc nhà cũng là cách để bạn tránh tình trạng nhàn cư vi bất thiện đấy nhé. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của 12 con giáp cho thấy tam hội trong tháng này nên tận dụng khoảng thời gian để kết nạp thêm nhiều bạn mới. Ngoài ra, các mối quan hệ cũng trở nên hòa hợp, tạo điều kiện cho con giáp người tuổi Dậu phát triển các khía cạnh khác của cuộc sống trong thời gian sắp tới. Xem tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của người tuổi Dậu qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 cho thấy thất xuất bài về phương Tây Bắc. Những chuyện ngoài ý muốn cứ liên tiếp xảy ra nhưng hầu hết chúng là ngoài khả năng kiểm soát của người tuổi Dậu. Vì thế đừng tự trách bản thân mình quá, dù sao bạn cũng đã nỗ lực rất nhiều rồi. Một điều mà bản mệnh nên lưu ý trong tháng này đó là nhất định tránh xa những cơ hội rủi ro có nhiều tác nhân gây ra sự cản trở cho cuộc sống của bạn trong tháng này. Do đó các kế hoạch lớn to nên sắp xếp sang thời gian khác thì thích hợp hơn. Người nào đang có ý định nhảy việc thì không nên, vì có thể bạn sẽ chuyển tới một nơi tồi tệ hơn là bạn nghĩ. Hãy cứ trân trọng cơ hội mà bạn đang có. Nếu như nung nấu muốn tìm cơ hội mới thì chỉ thêm thực hiện âm thầm mà thôi. Tháng cô hồn này người tuổi Dậu cũng trở nên nhạy cảm hơn khi gặp các tình huống khó xử. Vì vậy hãy cố gắng tiết chế lời nói để tránh xảy ra những hiểu lầm không đáng có. Bạn không để ý những mạng xã hội nhưng đang tác động xấu tới cuộc sống của bạn, đã đến lúc hạn chế sử dụng mạng xã hội. Nếu đó có nghĩa là cai mạng xã hội hoặc hạn chế tiếp xúc với các thiết bị điện tử nhiều nhất có thể để đầu óc của người tuổi Dậu được thật thư giãn. 2. Luận về phương diện tài lộc. Tài chính không có dấu hiệu tăng tiến so với tháng trước, bản mệnh đang phải tập trung vào các giải pháp an toàn. Đôi khi giữ cho mình không mất tiền cũng là đầu tư có lời rồi.
Với những khoản đầu tư được mời chào có lãi suất lớn ngay lập tức thì phải tránh xa. Nhất là khi người nhà giới thiệu cho bạn những cơ hội này, bạn sẽ có xu hướng ngại từ chối. Nếu cần có nói lời thì bạn nên từ chối ngay vì bạn đang túng thiếu tiền bạc. Có thể tháng cô hồn là những khoản chi tiêu bất ngờ ngoài tầm kiểm soát. Người tuổi Dậu đành phải cắt bớt những khoản chi tiêu không cần thiết. Cho dù thế nhưng cũng không nên mua sắm bằng khoản tiết kiệm đang dùng để phòng cho những lúc khó khăn bạn nhé. 2. Luận về phương diện tình cảm. Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người tuổi Dậu tháng này có sức hấp dẫn mãnh liệt đối với người khác giới. Người độc thân nên bật đèn xanh đưa đẩy cuộc trò chuyện diễn ra trôi chảy, gia tăng sự gắn kết giữa hai người. Thế nhưng người đã lập gia đình nên thận trọng tránh xa những mối họa khó lường. Việc bạn đứng núi này trong núi nọ chỉ khiến bản thân rơi vào tình huống khó xử mà thôi. Tốt hơn hết, hãy tập trung vào các mối quan hệ hiện tại, tìm cách cải thiện cho tốt hơn. Ví dụ như cả hai nên có thêm những buổi hẹn hò tại nhà, cùng một bữa tối ấm áp cũng sẽ tạo tâm lý thoải mái khi được ở bên nhau. Nếu đang có những khúc mắc, đừng cố tình dỗ chúng đi, bạn nên mạnh dạn nói ra những trăn trở hoặc những điều đang khiến bạn không hài lòng. Bởi lẽ, việc giữ im lặng chỉ khiến mối quan hệ trở nên xa cách hơn. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tử vi tháng 7 âm lịch cho thấy, người tuổi Dậu lúc này thường xuyên rơi vào tình trạng mệt mỏi cũng vì một phần bạn lười vận động cơ thể hơn trước. Đúng là trời nắng thì không nên ra ngoài đường quá nhiều, nhưng dù ở nhà cũng nên duy trì các bài tập luyện nhẹ nhàng. Ngoài ra, bắt tay làm việc nhà cũng có thể là cách bạn cải thiện tâm trạng tốt hơn đấy. Mỗi khi buồn, chỉ cần đứng lên dọn nhà, rửa bát, bạn sẽ quên mất mình đang buồn vì điều gì rồi. Trong các bữa ăn hàng ngày, người tuổi Dậu cũng cần phải chú ý ưu tiên tới những món bổ gan, dưỡng thận nữa nhé. Các bộ phận này thường xuyên chịu ảnh hưởng tiêu cực trong những tháng hè nắng nóng. Không những thế, người tuổi Dậu cũng không nên xem nhẹ sự hiện diện của thương quan trong tháng 7 âm lịch này. Chúng nhắc nhở bạn nên thận trọng khi tham gia giao thông. Nếu không cẩn thận sẽ dễ gây tai nạn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Dậu trong tháng 7 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Đinh Dậu mệnh hỏa, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết. Gặp nhiều nhân duyên lành, hứa hẹn được giúp sức trong tương lai. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Sửu, tiểu nhân tuổi Mùi, tuổi Mão, màu sắc may mắn màu hồng, màu tím. 2. Tuổi Kỷ Dậu mệnh thổ, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết. Những ai bạn thấy là phần nổi của tảng băng chìm, hãy thận trọng. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Dậu, tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Mão, màu sắc may mắn màu đen, màu đỏ. 3. Tuổi Tân Dậu mệnh mộc, nam sao Vân Hớn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết. Nên chọn lối sống đơn giản, nhẹ nhàng và tiết kiệm hơn. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Ngọ, tiểu nhân tuổi Tỵ, tuổi Hợi, màu sắc may mắn màu trắng, màu tím. 4. Tuổi Quý Dậu mệnh kim, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết. Hãy tìm người đáng tin cậy để chia sẻ tâm sự. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Hợi, tuổi Tuất, màu sắc may mắn màu trắng, màu vàng. 5. Tuổi Ất Dậu mệnh thủy, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết. Hãy tự mình cố gắng từng chút một. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Thân, tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Mão, màu sắc may mắn màu hồng, màu vàng. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của tuổi Tuất. Thời tới rồi, hãy biết nắm bắt cơ hội. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 nhắc nhở người tuổi Tuất chớ xem thường các cơ hội nhỏ nhoi, biết đâu nhờ đó mà bạn có thể đổi đời, bước vào cuộc sống như mơ đẩy nhẽ. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của người tuổi Tuất dự báo bản mệnh sẽ có nhiều bước tiến trong công việc hiện tại. Bạn đang có ý định thử thách bản thân ở những vị trí cao hơn thì đây là cơ hội của bạn rồi đây nhé. Nguyệt lệnh mậu chủ về an hưởng hạnh phúc cho thấy những ai làm công việc gia tăng lợi ích cho người khác càng có lợi. Thứ bạn nhận về không chỉ tiền bạc mà còn là niềm vui của chính mình và của những mọi người xung quanh.
Tháng này cực kỳ thuận lợi cho người tuổi Tuất đam mê nghiên cứu hướng nội. Họ gây dựng được sự uy tín nhờ thái độ làm việc chăm chỉ và chắc chắn. Người khác cảm thấy hài lòng khi giao phó những nhiệm vụ quan trọng cho bạn. Tuy nhiên, đừng quá đặt công việc lên trên tình cảm nhé. Nếu không, bạn sẽ quay trở lại để điều chỉnh sửa sổ những khúc mắc trong chuyện tình yêu thì sự nghiệp cũng phần nào đó bị trông trên. Tam hội xuất hiện cho thấy tháng mới là thời điểm tuyệt vời để gia tăng sự gắn kết với mọi người. Nếu có thể, người tuổi Tuất hãy mạnh dạn đề ra những ý kiến mà bạn cảm thấy có ích cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Xem tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của người tuổi Tuất qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của 12 con giáp cho thấy, ngũ hành tương sinh hứa hẹn thời gian này cũng sẽ là lúc mang lại cho người tuổi Tuất vô vàn những ý tưởng kinh doanh độc đáo, nhưng hãy cẩn thận xem xét tài chính trước khi bắt đầu. Việc cho rằng bản thân luôn đúng sẽ khiến bạn trải qua cảm giác thất vọng và bị tổn thương. Tỷ kiên nhắc nhở bạn đừng cố làm hài lòng tất cả mọi người, điều này nằm ngoài khả năng của mình. Trong mọi việc, bạn có thể đưa ra ý kiến nhưng đừng tham vọng rằng ai cũng phải lắng nghe và làm theo, dù sao họ cũng đang tham khảo ý kiến, quyết định cuối cùng là ở họ mà thôi. Bên cạnh đó, không ít người ghen tị với thành công của bạn nên bắt đầu đặt điều nói xấu, họ thậm chí xoáy sâu vào những lỗi lầm trong quá khứ nhằm tìm cách hạ bệ hoặc trục lợi từ đó. Người tuổi Tuất hãy bình tĩnh để tìm cách đối phó phù hợp với tình huống như thế nhé. 2. Luận về phương diện tài chính. Tả phù giúp đỡ, chống đỡ lại các hung tinh nên vận trình tài lộc của người tuổi Tuất đã suôn sẻ hơn rất nhiều so với các tháng trước đây. Bạn không chỉ thoát khỏi tình trạng khó khăn mà còn dư dả với các kế hoạch tiết kiệm đầu tư tiền khôn ngoan. Thành quả lao động của người tuổi Tuất trong nửa năm đã qua bắt đầu đổ về thời gian này. Cụ tỷ bay về phương Đông Bắc hứa hẹn bản mệnh sẽ có những cơ hội đón nhận vận may tiền bạc đến với mình. Bạn có thể chẳng cần hao tâm tổn trí quá nhiều mà tiền bạc vẫn đầy túi. Thật sự, người tuổi Tuất rất chăm chỉ trong việc kiếm tiền, kiếm thêm thu nhập trong suốt những năm qua và bây giờ bạn mới biết đâu là hướng đi phù hợp và tốt nhất cho mình. Nhờ biết rút kinh nghiệm mà bạn kiếm tiền thông minh hơn, nhiều hơn trong khoảng thời gian ngắn. Có thể nói, thời của người tuổi Tuất đã thật sự tới, do đó hãy tận dụng tốt thật hiệu quả. Nếu ai đó muốn thành lập công ty để nhân sức lao động lên gấp nhiều lần, thì nên học cách thêm cách quản lý để tránh tình trạng thất thoát tiền bạc. 3. Luận về phương diện tình cảm. Cuộc sống đang ổn định hơn giúp cho người tuổi Tuất có nhiều thời gian cho bản thân hơn trước. Người độc thân muốn thu hút người khác giới thì nên chăm chút hơn cho vẻ bề ngoài. Khái niệm tốt gỗ hơn tốt nước sơn quá cũ rồi, bây giờ bạn cần tốt cả hai. Biết đâu sự quyến rũ của bạn có thể mang lại kết quả khác biệt trong quá trình tìm kiếm một nửa yêu thương. Các cặp đôi trong tháng này cũng gia tăng thời gian gặp gỡ gần gũi với người thân vì đây là cơ hội để gia tăng tình cảm đôi lứa cũng như người nhà của mình. Càng trưởng thành, bạn càng sẽ nhận ra rằng không có gì quý giá hơn những mối quan hệ này đâu. Nếu bản mệnh đang mắc kẹt trong một mối quan hệ không lành mạnh thì tháng mới sẽ gửi nhiều tín hiệu giúp bạn buông bỏ nó. Đôi khi không phải là họ xấu hay tốt mà chỉ vì tình cảm đã không còn như trước đây nữa rồi. Người tuổi Tuất nhớ rằng điều quan trọng là đừng cảm thấy áy náy vì quyết định của mình. Chỉ là cả hai đã quá khác xa quan điểm ở nhiều mặt trong cuộc sống. Việc dừng lại không có gì đáng sợ. Quan trọng là cả hai sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình trong tương lai nhờ vào việc buông bỏ hiện tại đúng cách, đúng lúc. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Thiên cẩu hung tinh báo hiệu về mối đe dọa liên quan tới thị phi, không chỉ khiến cho người tuổi Tuất mất ngủ để xử lý các việc này mà còn gây hại cho sức khỏe. Tháng 7 âm lịch khuyên người tuổi Tuất cần phải loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, nhất là trước khi đi ngủ thì hãy hoàn toàn thả lỏng, tin rằng ngày mai bạn sẽ nghĩ ra cách để giải quyết.
Tử vi tháng 7 âm lịch cho thấy, người tuổi Tuất vì kết quả công việc tốt hơn thì bạn đã cảm thấy say mê và dễ bị cuốn theo đó. Thế nên, tháng này nhắc nhở người tuổi Tuất nên dành thêm thời gian cuối tuần để nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn. Nếu bạn biết cách liên tục sạc lại năng lượng, như thế sẽ đảm bảo đầu óc tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh để duy trì phong độ cho mình trong cuộc sống cũng như trong công việc. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tuất trong tháng 7 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Mậu Tuất mệnh mộc, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hỷ, khẩu quyết. Khi tìm ra hướng đi nhanh nhất để tới thành công, hãy thực sự hành động. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Dậu, tiểu nhân tuổi Mão, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn màu trắng, màu đỏ. 2. Tuổi Canh Tuất mệnh kim, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết. Bạn nhớ rằng lời khuyên của ai đó chỉ mang tính chất tham khảo. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Dần, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn màu trắng, màu xanh lá. 3. Tuổi Nhâm Tuất mệnh thủy, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết. Lời khuyên động viên của bạn tác động tích cực lên người khác. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Dậu, tuổi Tý, màu sắc may mắn màu cam, màu trắng. 4. Tuổi Giáp Tuất mệnh hỏa, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hỷ, khẩu quyết. Những kẻ xấu thường núp bóng người tốt, nhớ cẩn thận hơn. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Sửu, tiểu nhân tuổi Dần, tuổi Dậu, màu sắc may mắn màu vàng, màu đen. 5. Tuổi Bính Tuất mệnh thổ, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết. Bạn quá khôn ngoan, khó mà bị mắc lừa. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Ngọ, tiểu nhân tuổi Sửu, tuổi Thìn, màu sắc may mắn màu trắng, màu tím. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của tuổi Hợi, tiền rủng rỉnh nhưng vẫn luôn có nỗi buồn không tên. Xem tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của người tuổi Hợi chỉ ra rằng con giáp này cảm thấy mất phương hướng thì bạn nên dừng lại, tìm cách thoát ra khỏi sự bận rộn để đánh giá lại hành trình của mình. Tử hành xung xuất hiện trong tháng này cho thấy người tuổi Hợi phải đấu tranh tâm lý rất nhiều trước khi đưa ra quyết định. Bạn thiếu đi sự tự tin vốn có, làm cái gì cũng có cảm giác không chắc chắn, lo sợ. Nguyệt lệnh tuyệt cho thấy sau một thời gian dài nỗ lực mà không trở thành một người thành công có sức ảnh hưởng lớn như bạn từng mong muốn thì khiến cho người tuổi Hợi có cảm giác mất phương hướng. Trong chuyện tình cảm, bản mệnh không trung thủy sẽ gây ra những căng thẳng không hay. Nhất là với những ai lẳng lơ sẽ càng khiến cho những cơn ghen của đối phương ngày càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Công việc tháng này của bản mệnh không được tốt, có thể ban đầu bạn rất hào hứng nhưng khi gặp khó khăn lại dễ nản lòng. Nhất là khi thấy tình hình cạnh tranh quá khốc liệt thì ngay lập tức bạn không muốn cố gắng thêm nữa rồi. Bù lại nhờ có thiên đức bảo hộ nên người tuổi Hợi vẫn có cơ hội để thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc. Tiền bạc của bạn đã nhiều hơn trước, tuy là không đạt được mục tiêu vì con số bạn đề ra là quá cao so với khả năng của mình. Thay vì buồn thì hãy học hỏi, không ngừng trao đổi các kỹ năng nghề nghiệp của mình. Nếu cảm thấy mất phương hướng thì nên tìm một nơi nào đó có một mô hình thành công mà bạn mong muốn và bắt chước theo. Tránh việc làm sai rồi sửa chỉ tốn thêm thời gian và công sức. Xem tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của tuổi Hợi qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Tử vi tháng 7 âm lịch cho thấy người tuổi Hợi có tam bích bài về hướng tây nam, mệnh chủ dễ vướng vào những rắc rối, nếu không cẩn thận, mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn hoặc dính dáng đến pháp luật hay kiện tụng nữa. Công việc của bạn tuy đã có chút thành quả nhưng công sức bạn bỏ ra quá lớn, chưa tương xứng với nỗ lực của bạn suốt nhiều năm qua. Đã đến lúc bạn cần chững lại một thời gian để thoát ra khỏi sự bận rộn, tìm cách để làm việc thông minh hơn, không nhất thiết phải tốn quá nhiều công sức hay tiền bạc. Việc bạn là người có năng lực cũng không thể đảm bảo rằng bạn luôn thành công. Hãy học hỏi người đi trước và học từ mô hình nào mà bạn thấy phù hợp với mình nhất. Thời gian tháng cô hồn rất phù hợp để bạn tiếp tục học tập và thực hiện những gì
được học vào thực tế. Khi năng lực được cải thiện thì mọi việc sẽ ngay lập tức hành thông, không còn chỗ nào có cảm giác thiếu tự tin hay mông lung nữa. 2. Luận về phương diện tài chính. Thiên tài ghé thăm mang tới cơ hội gia tăng tài sản cho người tuổi Hợi. Với nguồn thu trong trong 6 tháng đầu năm, bạn có được một khoản tiền kha khá. Nếu mua nhà, mua xe lúc này thì cũng nên cân nhắc ưu và nhược điểm của nó trước khi đưa ra quyết định. Mục tiêu tài chính của bạn thật sự chưa được hoàn thành, nhưng đã thật sự khởi sắc và cho thấy bạn đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, bạn nên điều chỉnh lại kế hoạch tiền bạc một chút để cho rằng bạn có thể vượt xa hơn con số hiện tại. Bạn có năng lực nhưng chỉ là lâu bạn mới giới hạn bản thân của mình. Không ít người tuổi Hợi khi căng thẳng, mệt mỏi có xu hướng tìm chỗ nào đó để vui chơi và quên áp lực. Việc chuyển sự chú ý của mình vào khác là khiến cho họ cảm thấy thoải mái hơn. Tuy nhiên, nhớ giới hạn số tiền được chi tiêu trong các cuộc vui của mình nếu không muốn rơi vào tình trạng túng thiếu như trước đây. 3. Luận về phương diện tình cảm. Tử vi tháng 7 âm lịch cho thấy tứ hành xung báo hiệu chuyện tình cảm nhiều sóng gió của người tuổi Hợi. Những cặp đôi đang yêu dễ có xung đột cũng chỉ vì bạn đang tìm cách thay đổi đối phương. Hãy hiểu và thông cảm thay vì chê bai điểm chưa tốt của họ. Bên cạnh đó, có những người nhận ra đối phương thật sự rất tệ bạc. Bạn đang tìm cách để thoát khỏi mối quan hệ hiện tại bằng mọi giá. Bạn nên tập cách buông những thứ cần buông và đừng vùi đầu vào những nỗi buồn quá lâu vì bản chất cuộc sống là luôn thay đổi, rất khó lường. Hãy tìm cách đứng lên và bước tiếp, rồi có người xứng đáng hơn sẽ xuất hiện vào thời điểm bạn không ngờ tới nhất. Người độc thân có thể rơi vào tình huống khó xử khi có nhiều đối tượng tấn công. Có thể bạn sẽ phải bị thu hút bởi 2 đến 3 người theo đuổi những cách khác nhau. Tuy nhiên, bạn buộc phải lựa chọn thay vì để bản thân thành kẻ bắt cá hai tay. Những ai yêu đơn phương lúc này cũng nên tìm cách cân bằng lại cuộc sống, lấy sự tự tin cho mình bằng việc theo đuổi đam mê trong công việc. Có như vậy, thời gian tới bạn mới có thể có cơ hội gặp được người cùng chí hướng với mình. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Bước sang tháng mới, thiên nguyệt hung tinh cho thấy người tuổi Hợi đang trải qua giai đoạn rất áp lực. Bạn thường xuyên cảm thấy lo lắng, nhiều đêm mất ngủ gây bất lợi cho sức khỏe. Cơ thể yếu nhược một phần vì bạn bỏ bê việc tập luyện, theo đuổi kế hoạch trong công việc. Đó là lý do tháng nay bản mệnh rất dễ ốm đau, bệnh tật. Nếu có thể cần đổi lại thời gian bằng việc lập kế hoạch chi tiết cụ thể hơn để biết tập trung việc gì thì bạn sẽ đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều. Tử vi tháng 7 âm lịch dễ có mưa bão, sấm chớp, do đó đi đâu cũng nhớ theo mang theo trang phục phù hợp. Nhất định phải tránh việc dầm mưa, dãy nắng, nếu không bạn dễ bị ốm và nhập viện. Âm khí thản cô hồn gia tăng nên hãy tìm cách giúp giữ cho cơ thể ở trạng thái ấm hơn, không nên để quá mát hay quá lạnh. Cảm năng vượng vận cho từng tuổi Hợi trong tháng 7 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Đinh Hợi mệnh thổ, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết. Bạn không nên tìm cách thay đổi nửa kia vì điều đó là vô ích. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Tuất, màu sắc may mắn màu đỏ, màu đen. 2. Tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết. Thận trọng hơn trong việc di chuyển dưới thời tiết nắng gắt hoặc mưa lớn. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tiểu nhân tuổi Sửu, tuổi Dậu, màu sắc may mắn màu tím, màu xanh lá. 3. Tuổi Tân Hợi mệnh kim, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết. Cần phải tôn trọng tình cảm của đối phương. Quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Tuất, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Sửu, màu sắc may mắn màu trắng, màu tím. 4. Tuổi Quý Hợi mệnh thủy, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết. Hãy thể hiện sự thông minh, cảm thông vì sự chê bai điểm yếu của người khác. Quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Mùi, tuổi Sửu, màu sắc may mắn màu vàng, màu nâu. 5. Tuổi Ất Hợi
mệnh hỏa, năm sao kế đô, nửa sao thái dương khẩu quyết, thu nhập tăng tiến nhưng chớ vội hài lòng vì vẫn có khả năng để tiếp tục cải thiện. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Dần, tiểu nhân tuổi Dậu, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn màu vàng, màu hồng.